Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại nội dung thần thoại của kênh giải trí tổng hợp. Ở dưới địa phủ nhắc đến thập điện diêm vương thì mọi người đều biết như là biện thành vương, tần quảng vương, tống đế vương, biện thành vương hay là diêm la vương. Tuy nhiên thú hạng của thập đại diêm la thì còn có 10 vị được gọi là thập đại âm soái. Thập đại âm soái này theo thứ tự đó chính là quỷ vương, nhật du, dạ du, vô thường, ngưu đầu, mã diện, báo vĩ. Điều chủ Ngư Tài và Hoàng Phong Vậy truyền thuyết về những vị này như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng với kênh Giải trí Tổng hợp tìm hiểu ngay sau đây Thứ nhất là Quỷ Vương Chớ nhìn danh tự của vị này bên trong có chữ Vương Nhưng kỳ thật thân vận địa vị của Quỷ Vương cũng không cao Từ hình tượng được phát họa lại Thì vị này trên thân trần trụi, tóc đỏ răng nanh Tay cầm chấn nhiều lình giữ tợn hùng ác Nếu chúng ta ngẫm lại thì hình dáng như vậy trông rất giống dạ xoa nhưng lại bởi vì trong danh tự có một chữ vương Địa vị so sánh với quỷ tốt bình thường Cũng được xem là cao hơn một chút Cũng chính là người thống lĩnh đám quỷ tốt Ở trong liều trai trí dị quyển 6 của bộ Tùng Linh Khao tệ tì có giới thiệu Một vị chủ quản khảo tệ tì quỷ vương Người này ở ngoài cổng nha môn lập hai khối tấm bia đá lớn Phía trên phân biệt khắc lấy hiếu đệ trung tín Và lễ nghĩa liềm sĩ Vị quỷ vương này gọi là hư bụng quỷ vương Tóc quan thái bối Như người mấy trăm tuổi Mà lỗ mũi vẩy ngược lên trời Răng lộ ra ngoài Đầu hổ thần người Quỷ vương mặc dù rêu rao Hiếu đệ trùng tín lễ nghĩa liêm sỉ Nhưng thực tế thì là một kẻ lòng tham không đáy Tàn nhẫn bạo ngược Quỷ vương được nhắc đến ở đây Hoàn toàn là một vị tham quan Mà danh mục về quỷ vương cũng không ít Theo địa tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh thì vẹn vẹn địa ngục cùng diêm phù đề liền đã có vô số các vị quỷ vương như ác độc quỷ vương đa ác quỷ vương đại chánh quỷ vương bạch hổ quỷ vương huyết hổ quỷ vương xích hổ quỷ vương tá nương quỷ vương phi thân quỷ vương và điện quang quỷ vương vân vân thứ hai là nhật du được xưng là nhật du thần hay còn gọi là nhật du tuần chủ yếu là phụ trách đi dạo xung quanh nhân gian vào ban ngày là một vị tiểu thần giám sát nhân gian thiện ác. Đương nhiên có năng lực có thể ở vào ban ngày ẩn hiện giữa nhân gian. Thật giống như một vị tiểu thiền sứ. Vị âm xoái này được miêu tả là mang theo tầm địa thiện lương. Vị thứ ba là dạ du. Tương truyền tại phường Nam Hoàng Giã có 16 vị thần linh. Mỗi một vị đều là mặt tròn nhỏ, bá vai màu đỏ. Khi không có việc gì liền nắm tay hợp thành cùng một chỗ liền tạo thành tư thế bốn tiểu thiền nga khiêu vũ. Các vị thần này cùng Nhật Du thần Dạ Du ngày đêm thay phiên trực ban. Nhưng là thần Dạ Du liền tương đối thích nghịch ngợm và gây sự, thích đùa ác tìm người gây phiền phức, còn thường xuyên nịnh bợ cấp trên gây rắc rối với Nhật Du thần. Vị thứ tư là Hắc Vô Thường. Vô Thường trong thập đại âm soái chính là chuyên chỉ đến vị Hắc Vô Thường. Vì sao lại như vậy? Bởi vì Bạch Vô Thường kỳ thật không phải là một vị chuyên quản trừng phạt. Bạch Vô Thường ở trong tín ngưỡng dân gian được xem là một vị thần chúc phúc cho nên không đủ hung ác. Bởi vậy không được xếp vào hàng ngũ âm soái Hắc Vô Thường tướng mạo là màu đen lại béo thấp, làm người cường chính lại thủ tín. Vì chờ Bạch Vô Thường mà bị chết đuối. Về sau Hắc Vô Thường là được phong đô đại đế đề bạt được chức vị này. Thuộc về tầng lớp rất cao, thủ đoạn cũng cao minh thậm chí còn cao hơn cả quỷ vương. Tại âm tào địa phủ cùng dương gian thành hoàng, nơi nào cũng có quyền uy rất lớn. Hắc vô thường được khắc họa là thân mang áo đen tay cầm câu hồn xiềng xích, tục xưng câu hồn quỷ thuần âm. Hắc vô thường nguyên danh gọi là phạm vô cứu, lại sừng tiết lão quái, tử hữu phần. Vũ khí là câu hồn khóa, bên trên có loan tiêm câu cùng câu chảo để xuyên xương tỳ bà của phạm nhân hắc vô thường cùng bạch vô thường kết bạn mà đi đồng xuất đồng tiến như hình với bóng hắc vô thường đặc thù là mặt xanh nanh vàng đầu đội nón đen người mặc áo đen biểu lộ dữ tợn hùng ác trợn mắt mà nhìn màu da xanh đen thường xuyên cùng bạch vô thường ở nhân gian vào lúc nửa đêm bắt hồn người chết chính là một cánh tay đắc lực của diêm vương thứ năm là ngưu đầu Ngưu đầu cùng với mã diện là hai quỷ tốt rất phổ biến trong tín ngưỡng dân gian, cũng được xem là sứ giả câu hồn. Theo thiết thành Nê Lê Kinh có nói, A Bàng khi còn làm người bởi vì bất hiếu với phụ mẫu, sau khi chết xuống âm phủ bị biến thành đầu châu thân người, đảm nhiệm công việc nhà dịch tuần tra cùng lùng bắt tội nhân chạy trốn. Vị âm soái thứ 6 là Mã Diện. Mã Diện cùng với Ngưu Đầu chính là hình tượng hai quỷ tốt luôn đi liền kề với nhau có tư liệu nói phật giáo thủa ban sơ chỉ có đầu châu về sau khi truyền vào trung quốc bởi vì dân gian trung quốc rất coi trọng tính đối xứng nên từ đó mới sinh ra mã diện nhưng cũng có tư liệu nói mã diện cũng xưng mã diện là sát cũng là đến từ phật gia nhưng tra duyệt trong các tư liệu cũng không phát hiện trong thần thoại ấn độ có nói đến mã diện là minh phủ sai dịch tín ngưỡng về đầu châu mặt ngựa đã được lưu truyền trong dân gian trung quốc về sau được đạo giáo hấp thu cũng xưng làm thuộc hạ của Diêm La Vương cùng phán quan. Tại Phật tự chính thống rất ít gặp được đầu châu mặt ngựa. Ngược lại hai nhân vật này rất phổ biến tại tín ngưỡng dân gian trong các miếu thành hoàng, đông nhạc miếu hay Diêm Vương miếu. Âm soái thứ bảy là Báo Vĩ. Ở trong truyền thuyết dân gian, Báo Vĩ là minh soái quản lý vong linh của các loài động vật cùng điều trị ngư tai hoàng phong, tịnh xưng là tứ đại âm soái phân biệt quản lý vong linh thú trên mặt đất, các loài chim trên trời, các loài cá trong nước và các loài côn trùng. Báo Vĩ được miêu tả là một hung thần, cái gọi là dũng tướng chỉ tượng, tiền phòng trì tướng, thường cùng tuế tuần hoàng phiền tương đối. Thứ 8 là điểu Chủy Ở trong truyền thuyết dân gian thì điểu trùy chính là minh xoái quản lý vong linh của các loài chim ở trên trời. Đây cũng chỉ là một hình tượng do dân gian tưởng tượng ra, không mang nhiều tính chân thực ở trong tín ngưỡng, thường thường xuất hiện nhiều ở trong các tác phẩm văn học. Âm soái thứ 9 là Ngư Tai, còn được xưng là Ngư Tai Đại Soái. Theo văn học ghi chép, Ngư Tai Đại Soái chính là minh soái trưởng quản vong linh của các loài động vật ở dưới nước. Trên tay cũng là cầm một thanh trùy rất lớn. Âm soái thứ 10 là Hoàng Phong. Hoàng Phong còn được xưng là Hoàng Phong Đại Soái. Theo cách nói của văn học Hoàng Phong là mình soái trường quán tất cả vong linh của các loài côn trùng sau khi chết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề thần thoại dân gian được phát trực tiếp từ kênh giải trí tổng hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video như thế này hoặc là những bài phân tích liên quan đến những tác phẩm khác như là Phong thần diễn nghĩa, Tàng quốc diễn nghĩa, Tây du ký, Thùy hử hay kể cả những bài phân tích liên quan đến tác phẩm kiếm hiệp những nhà văn rất nổi tiếng là Kim Dung, Đan Thanh, Cổ Long Bã Vĩnh Thành, Ôn Thụy An thì các bạn hãy tiếp tục truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã từng được đăng tải lên trước đó và tiếp tục chờ đợi những video phân tích hấp dẫn tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ nội dung này cho bạn bè và người thân nếu như cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video hấp dẫn tiếp theo.